អញ្ញាធិធ្វើសកម្មភាពជីស្ដារប្រឡាយបង្កផលប៉ះពាល់ដល់គ្រួសារប្រជាពលរដ្ឋហើយបែរជាធ្វើប្រងើយមិនទទួលខុសត្រូវបន្លាយនេះមិនថាខ្ញុំមិនឲ្យធ្វើទេខ្ញុំឲ្យធ្វើប៉ុន្តែការគាត់និយាយមួយខ្ញុំអបាស្រុកនិយាយថាកាយធ្វើឲ្យជំនះទឹកមុំមុំបានហើយអីចុះបន្លាយអបមាថាតឹងថាធ្វើតែពីមាត់ហើយបើជំរើដល់ពីមាត់ 7 ហើយធ្វើម៉េចបាក់ផ្ទះបាក់អីខ្ញុំអស់នេះឥឡូវសតហើយ ตาญาทอตาช่วยกึดกูខ្ញុំយ៉ាងណាជួយដោះស្រាយខ្ញុំអត់មានចង់បានអីហើយចង់បានថាធ្វើម៉េចបើដីទឹកខ្ញុំខ្ញុំមិនមែនរស់នៅតែបច្ចុប្បន្នណាមកវាដីផ្លាដីបលាយដីណាព្រោះខ្ញុំនៅនេះនៅតាំងពីឆ្នាំ90ខ្ញុំមកទិញដីនៅរស់នៅកន្លែងនេះហើយដល់ឆ្នាំ2000 7ហើយបានមានប្លង់មានបលាយហ្នឹងហើយជាក់ស្ដែងខ្ញុំមានប្លង់ស្លាប់មនការកាប់ទៀត hay phần đăng hay là nhóm phòng biển ở nhà thơ thơ cho thơ phải lại thơ ạ bị vua thay nhóm mẹ thái cả nhóm thơ là bón nhóm đã lưu đã bị thẻ hai xe hay đo khỏi mó ạ bị vua thay nhóm xong thầm lòng phơ tha à lời nắng bờ tha ạ bị vua nhóm xong đã lưu hay đã phần phán má là nhóm phòng biển đây nơi đại nhà thơ ở phòng biển ở nhóm xa ប្រជាពលរដ្ឋមួយគ្រួសារដែលរស់នៅភូមិកខុំក្រាំងយើសុកសាងខេត្តកណ្ដាលមានការកាតុកមិនសុកចិត្តចំពោះអាជ្ញាធរដែលបានធ្វើសកម្មភាពជីកកាយដោយគ្រឿងចាក់ដើម្បីស្ដារប្រឡាយរំដោះទឹកមួយកន្លែងជាហេតុធ្វើឲ្យប្រេះបែកលំនៅឋានរបស់គាត់នឹងថែមទាំងកាយដោយទាំងរបងបន្ទប់ទឹករបស់គាត់បាក់ទឹកស៊ីអស់ប្រជាពលរដ្ឋជាជនរងគ្រោះឈ្មោះលោកឆាងពេញសេងបានរៀបរាប់ឲ្យធីនអឹមដឹងដូចនេះថាការជីកស្ដារប្រឡាយរំដោះទឹ
sài nà muối chấm bua cà khôi khát trộp sầm mặt rò bò bờ chia bờ rốt đại ru nơi tam đong bờ lại nụ tổ tại sao lúc bàn chạ thả vi hạ đôi chia sạc cam mà phìp rộm lúc bầm pin tiếng cầm ráo mọc lơ sứt rộm nơi than nâng trộp sầm mặt rò bò bờ chia bờ rốt đại rong phao bạc bồn lúc chang bình xén bàn bàn tỏ thả cà chi bờ lại nơi cài tia rò bò lúc hạ đôi chia miên tầm hôm thông diện kế cứ khnông chấm rơi chiêng mùi mệt nâng tờ tầng chiêng bay mệt trong nay cà chít nơi khang cài tiệt kẹp xèn xèn tiệt cai mờ tới đôi rẽ rẽ lùm lùm thòm ra hơi mình miên phao bạc bùa là vây thôn xô lùm nơi than rọ bọc bờ chia bờ rót tiếng nô tê lục thang bên xèn bàn bàn chẹt ai đang thả lục mình chấm tua chấm pu cầm rung ạ phi vọt khnông mồ là than đam bay bờ dây rùm rọ bọc hạ cung nô tê còn tai lục sầm nôm po ao ở nhà thô ạ nô vọt đòi sma phìp khía nâng đòi miên cà chun đầm nằng rụp đòi sầm nong trầm trầy chấm pu rọ cà khôi khát trộp sầm mặt rọ bọc bờ chia bờ rót đôi chia phao đầm ném tê sầm bay bằng côn à nam mai rọ bong rư bằng cô rọ bong chia đầm cua bên chẹ phong đại thả thạ đặc nuông này ri rọ tháp hiệp bảo campuchia tay đặt tiền ao ở nhà thô khai nâng ở nhà thô mua là thán cho sầm rọp sầm rùa nâng chun đầm nằng đòi bờ chia bờ rót chia muốn chấm pu phan cà ạ phi vọt tiếng lai đòi thưa cà sắc xa lủng ất âm pi phao bạc bồn đại ai cát miên chấm pu bờ chia bờ rót khnông mua là thán bốc rùm tiếng cà đòi sầm nong sầm rùm chấm pu cà khôi bằng nơi trộp sầm mặt đại rong phao bạc bồn pi cầm rùng ạ phi vọt nề nía còn tai tôi tự vinh bài chia ở nhà thố bài chia mình xa cà chui đọt sài phao bạc bồn đại cát miên chấm pu bờ chia bờ rót tự vinh tai ở nhà thố sợ bài chất chấm pu cà ạ phi vọt lừa tập này riêng rư giang na bà tam ca bánh chạp pi mà chạp tia này cua xa rong phao bạc bồn ní bàn prep thìn âm ai đằng thả cần lo mốc lục thua bàn sna sôm ca chi đã lù nâng riệp chom cỏ vắt trăng túp đầy đòi khuôn ai còn tại lục mê khôm càng giang ní mình ạ nụ nhát nụ tê còn tại bê ní bài chia một chi cài bà lai thua ai bài bài tia sầm bánh rò bóng tia bái nâng bần túp tức rò bọc quạt tờ vinh lục trang bên xên bàn bần to thả bà thay cài tia quạt bạ chô khôn bà lai ta nô ná chia nẹ tờ tuôn khó trừ tu chia giang nà có đòi chùm bình bà nhà hà ní à nhà thô mù lật than bàn bàn chia bạp thìn âm giang khai thả phía kì mà chạc tia ní bàn sang song tia rò bọc luôn rùm lộp lơ chùm này đầy bà lai đại chia hết vừa ai riêng tia đò bà bọn bằng hồ tật nâng lưu rùm đọc tật liến đôi chân này hai tớp cả chích đà bà lai ní bàn đà lòi miên phòl bà bọn lơ rùm nơi th
khăn rõ bọc quạt đối chứ này. Bọn tay cổ xa đài rộng phòng bạc bộ bàn bánh chạy to bình thả. Cổ xa quạt bàn một tăng lùm nữ lơ đầy ni. Miền phòng cầm mặt sật trầm trời tăng vì chân em mùi bọn bóng bộ rồi chất sắp bóng bốn. Một mà lại hai quạt bàn ruộng nữ đòi sốc sàn miền ca rộng khăn nà mùi lao. Ta hai đà vây bàn chia ở nhà thô thả bộ quạt ruộng nữ rộng lộp lơ đầy bỏ lại tờ vinh. Trong bộ một bánh hà ni, cổ xa rộng phòng bạc bộ bàn xâm nôm bộ đòn lục ạ phí bà sọc sáng nâng lục ạ phí bà khai cân nàl mê ta chui cho một bình nất chạy đánh đòn tì cân lánh nâng mê ta chui đọc sài chồng buộc phòng bạc bộ đài cầm bông cạn miên chồng buộc cổ xa mùi nịp phòng O.A. 7 sẽ đánh chánh nơi phím toán xâm mày.